bữa ăn bắn trú bị cắt xén bắt nguyên hiệu trưởng tiểu học ở Lào Cai. Quảng Bình, 3 viên chức sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ giỏm của Cambridge International. Tạm đình chỉ hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông thị xã Sapa. Vụ giả danh công an nhận tiền chạy án, bắt thêm đối tượng liên quan vụ bác sĩ thực tập tại bệnh viện Từ Dũ tham gia khám chữa bệnh trái phép bệnh viện nói gì? Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube Vietnam Plus. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin. Còn bây giờ xin mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Ngày 23 tháng 10, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh chủ trì phối hợp cùng Công an huyện Bắc Hà ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Ngọc Hà, sinh năm 1977, trú tại thôn Na Lan, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Trần Ngọc Hà là nguyên hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Ngày 22 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khám xét nơi ở của bị can Trần Ngọc Hà tại xã Tà Chải, huyện Bắc Hà. Qua tài liệu thu thập được bước đầu xác định từ năm 2022 đến 2023, ông Trần Ngọc Hà đã chỉ đạo rút kinh phí chính sách hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định 116 trên 2016 trên NDCP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của chính phủ với số tiền hơn 765 triệu đồng. Trong tổng số tiền nêu trên, Trần Ngọc Hà đã chi sai và chiếm đoạt hơn 52 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh điều tra, mở rộng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cuối năm 2023, báo chí phản ảnh về bữa ăn bán trú có dấu hiệu bị bớt xén. 11 học sinh phải ăn chung hai gói mì tôm chăn với cơm tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà khiến dư luận xôn xao. Ngoài bữa sáng với mì tôm, ở bữa trưa và tối học sinh chỉ được ăn ít giò thái nhỏ và canh rau, dù trên bản ghi có 14 kg thịt lợn và 11 kg xương. Trong một bữa khác, trường cho học sinh ăn đậu phụ và canh thiếu thịt và xương như nội dung bản tin. Hiệu trưởng khẳng định bữa ăn đầy đủ trong khi học sinh nói chưa no, gấp hết thức ăn vẫn chưa ăn hết cơm trắng. Nhân viên nấu ăn cho biết số thực phẩm được nhận để nấu chỉ bằng 1 phần 3 so với định lượng được công khai. Sau phản ánh trên, ông Trần Ngọc Hà, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, xin từ chức. Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà cũng quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hà để làm rõ các nội dung liên quan đến phản ánh. Đến tháng 5 năm 2024, huyện ủy Bắc Hà Lào Cai ban hành và công bố quyết định về việc thi hành kỷ luật khai trừ đảng với ông Trần Ngọc Hà, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1. Mới đây qua giả soát theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình ghi nhận 3 viên chức trên địa bàn sử dụng chứng chỉ tiếng Anh của tổ chức Cambridge International là tổ chức không có thật, Ngày 23 tháng 10, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi có công văn của Bộ Nội vụ về việc đề nghị kiểm tra, ra soát hồ sơ cán bộ công chức viên chức có kê khai sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ mang tên tổ chức Cambridge International là tổ chức không có thật, Sở Nội vụ đã kiểm tra và có thông tin ban đầu. Cụ thể, Sở Nội vụ thống kê có 3 viên chức sử dụng chứng chỉ tiếng Anh do tổ chức Cambridge International cấp. Các viên chức này đang công tác tại bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, trung tâm công viên cây xanh thành phố Đồng Hới và trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Nội vụ đã báo cáo Bộ Nội vụ chờ hướng dẫn chỉ đạo từ Bộ Nội vụ để xử lý hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng xử lý. Về việc tuyển dụng, Sở Nội vụ thông tin chỉ có chức năng kiểm tra xác định về việc có đầy đủ văn bằng chứng chỉ, không có vai trò trong việc thẩm định tổ chức này có thực hiện đúng hay không. Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, Bộ Công an cho biết, trên cơ sở văn bản kiến nghị của Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội, Bộ Nội vụ đã có công văn gửi các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị kiểm tra, ra soát hồ sơ cán bộ công chức viên chức có kê khai sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ mang tên tổ chức Cambridge International là tổ chức không có thật. Trường hợp phát hiện cán bộ công chức viên chức sử dụng chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật thì đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, Hiệu trường Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thị xã Sapa bị tạm đình chỉ để kiểm tra, xác minh làm rõ phản ánh về tồn tại hạn chế trong công tác quản lý. Bà Dương Bích Nguyệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai xác nhận đơn vị đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 7 ngày với ông Bùi Văn Huân, Hiệu trường Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thị xã Sapa để kiểm tra xác minh, làm rõ phản ánh của báo chí về tồn tại hạn chế trong công tác quản lý của Hiệu trưởng. Trong sáng 22 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập đoàn kiểm tra do lãnh đạo sở làm tổ trưởng đến kiểm tra, trực tiếp yêu cầu nhà trường và cá nhân ông Bùi Văn Huân viết báo cáo giải trình, kiểm điểm công tác quản lý, chỉ đạo liên quan đến các nội dung thông tin báo chí phản ánh. Tại buổi kiểm tra, sở cũng chỉ đạo tổ chức khắc phục ngay những tồn tại hạn chế. Đến chiều nay, nhà trường đã hoàn thành sửa chữa đường điện, lắp thêm bóng điện tại 55 phòng ở của học sinh trong ký túc xá, mỗi phòng hai bóng đèn đảm bảo ánh sáng lắp đủ hai vòi nước theo đúng thiết kế mỗi phòng ở, thực hiện đấu nối nguồn điện vào bình nóng lạnh của năm nhà tắm hiện còn sử dụng được và hai bình nóng lạnh tại phòng trực ký túc xá giá của giáo viên để giải quyết ngay vấn đề có nước nóng cho học sinh sử dụng. Đồng thời đã lắp đặt xong máy lọc nước công suất 250 lít một giờ, đảm bảo cung cấp đủ nước uống hàng ngày cho học sinh. Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu nhà trường tuyên truyền hướng dẫn học sinh không sử dụng nguồn nước tự nhiên để uống phối hợp với các đơn vị chức năng, bảo đảm công tác y tế học đường cho học sinh và giáo viên nhà trường. Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai cũng yêu cầu nhà trường tổ chức làm việc ngay với đơn vị cung ứng bữa ăn hàng ngày cho học sinh theo đúng quy định. Cũng trong ngày 22 tháng 10, Thị ủy Sapa đã tiến hành kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý tại trường học. Trước đó, ngày 21 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai có công văn về việc khắc phục hậu quả báo lũ và thực hiện chế độ chính sách tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và các huyện thị thành ra soát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo và học sinh tại tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo thẩm quyền quản lý đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức các bữa ăn và điều kiện nuôi dưỡng đối với học sinh bán chú nội chú nhất là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và nguồn nước sạch tỉnh lào cai cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo học sinh và các khoản thu chi của các cơ sở giáo dục và xử lý nghiêm minh kịp thời đối với những tập thể cá nhân vi phạm theo quy định Thời gian qua, nhiều đối tượng đã giả danh lực lượng chức năng, đặc biệt là công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân nhẹ dạ cả tin. Mới đây, công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ đôi nam nữ liên quan vụ giả danh công an lừa chạy án và xin chuyển công tác để chiếm đoạt tiền. Ngày 23 tháng 10, công an thành phố Đà Nẵng cho biết, phòng cảnh sát hình sự vừa khởi tố bị can, bắt giam Trịnh Thị Hồng 46 tuổi, chú xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, tháng 1 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của người dân với nội dung bị một đối tượng giả danh công an lừa chạy án rồi chiếm đoạt tiền. Sau thời gian điều tra thu thập chứng cứ, cơ quan công an xác định nghi phạm là Trần Kim Hùng, 41 tuổi, chú xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Đến ngày 30 tháng 1, khi Hùng đang nhận 20 triệu đồng để chạy án từ người nhà của một bị can, thì bị lực lượng công an bắt quả tang tại cơ quan điều tra hùng khai nhận nhiều lần gặp anh ltg chú tỉnh thanh hóa và tự giới thiệu mình là phó trưởng phòng thanh tra pháp luật thuộc văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an có thể giúp xử lý được các vụ án do cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng thụ lý điều tra Ngày 30 tháng 1, anh Đê vào Đà Nẵng gặp Hùng giao tiền để nhờ chạy án giúp người thân. Tại đây, Hùng đã bị cơ quan công an bắt quả tang. Ngoài vụ việc này, Hùng còn khai nhận đã thực hiện hai vụ lừa chạy án tại địa bàn tỉnh Bình Phước và thành phố Thủ Đức. Sau khi nhận tiền, Hùng tiêu xài hết và không thực hiện được các nội dung cam kết. Quá trình điều tra vụ án này, cảnh sát tiếp tục nhận tin báo của anh HVB, chú huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, tố cáo Trịnh Thị Hồng là người có liên quan vụ việc của Trần Kim Hùng. Cụ thể Trần Kim Hùng nhận lời giúp anh HVB xin chuyển công tác. Tuy nhiên do anh B không có đủ tiền theo yêu cầu nên Hùng không giúp. Đến tháng 10 năm 2023, anh B nhờ Trịnh Thị Hồng tác động để Hùng tiếp tục giúp mình thực hiện nguyện vọng. Qua Hồng, Hùng ra điều kiện khi nào nhận đủ 800 triệu đồng của anh B thì mới đồng ý lo việc. Hùng sẽ không nhận tiền trực tiếp từ anh B mà sẽ nhận từ Hồng. Từ ngày 26 tháng 10 năm 2023 đến ngày 22 tháng 1 năm 2024, Hồng đưa ra các thông tin như tặng quà, chi phí đi lại, mời Hùng ăn uống để yêu cầu anh B chuyển tiền cho mình. Tin lời anh B nhiều lần chuyển cho Hồng tổng cộng 322,5 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hồng không chuyển cho Hùng mà chiếm đoạt để tiêu xài. Sau thời gian mở rộng điều tra thu thập chứng cứ, công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt giam Trịnh Thị Hồng. Liên quan đến việc bác sĩ TVD 29 tuổi tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám không phép vừa bị Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, ngày 23 tháng 10, bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bác sĩ D không phải là bác sĩ biên chế của bệnh viện mà chỉ là bác sĩ thực tập khám chữa bệnh để lấy chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Theo quy định, bác sĩ mới ra trường chưa được thực hiện khám chữa bệnh độc lập cho bệnh nhân. Họ phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định pháp luật thì mới được khám chữa bệnh tại các bệnh viện, phòng khám. Bệnh viện Từ Dũ thường xuyên có bác sĩ về thực tập. Trong đó, bệnh viện có chương trình hướng dẫn về luật khám chữa bệnh, hướng dẫn quy định về những điều bác sĩ được làm, những điều bác sĩ cấm tuyệt đối không được làm. Đối với hành vi mà bác sĩ D vừa vi phạm, hiện bệnh viện đã cho bác sĩ D viết tường trình và tạm thời ngừng tất cả hoạt động tại bệnh viện. Bên cạnh đó, vụ việc này cũng là bài học cho các bác sĩ trẻ mới ra trường. Họ cần thận trọng trong các quy định nghề nghiệp của mình. Sau thời gian học tập, các bác sĩ mới ra trường phải trải qua lớp thực tập kéo dài từ 12 tháng để có đủ kiến thức về luật khám chữa bệnh trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề. Đại diện bệnh viện Từ Dũ cũng khuyến cáo các bác sĩ trẻ mới ra trường luôn nhớ và tuân thủ các quy định đã được đào tạo, đặc biệt là luật khám chữa bệnh. Ngày 22 tháng 10, thanh tra Sở Y tế phối hợp với Phòng Y tế quận Tân Phú và Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Nhì tiến hành kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh tại 166A Tân Sơn Nhì quận Tân Phú. Khi đoàn kiểm tra đến, phòng khám đã đóng cửa, không hoạt động. Phòng khám nói trên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Marie do bà NTM làm giám đốc và bác sĩ LNAT phụ trách chuyên môn kỹ thuật. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng. Đáng chú ý, ông TVG, một bác sĩ đang thực tập tại Bệnh viện Từ Dũ trong lớp thực hành sản phụ khoa khóa 17, đã tham gia khám chữa bệnh dù chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Ngoài ra, bà NHTT đang học khóa điều dưỡng tại một trường y cũng được giao thực hiện các hoạt động chuyên môn không đúng quy định. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn đến Phòng Y tế Quận Tân Phú yêu cầu giám sát việc ngừng hoạt động của cơ sở và tạm dừng các thủ tục hành chính liên quan đến thay đổi nhân sự chuyên môn. Lãnh đạo bệnh viện Từ Dũ cũng được yêu cầu xem xét và xử lý nghiêm trường hợp của ông TVG vì hành vi tham gia khám chữa bệnh trái phép trong thời gian thực tập. Sở Y tế Lào Cai cho biết ngày 22 tháng 10, đơn vị này nhận được kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia liên quan vụ 80 học sinh sinh viên trường cao đẳng ở Lào Cai nhập viện sau khi ăn cơm tại căng tin. Theo kết quả kiểm nghiệm trong bữa ăn tối có 8 món ăn, 4 món gồm dưa chuột muối, chả lá lốt, gà rang, canh rau muống dương tính với khuẩn Salmonella. Trước đó khoảng 16 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10, có một số học sinh sinh viên ở ký túc xá trường Cao đẳng Lào Cai cơ sở 1, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai nhập viện với các biểu hiện của rối loạn tiêu hóa, nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm tại nhà ăn. Ngay sau khi nhận được thông tin Sở Y tế Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị điều tra xác minh lấy mẫu nước thực phẩm và bệnh phẩm của bệnh nhân làm các xét nghiệm cần thiết. Theo kết quả ghi nhận bữa ăn tập trung ngày 8 tháng 10 tại nhà ăn số 1 trường Cao đẳng Lào Cai có 8 món: thịt lợn rang, thịt lợn kho thịt gà xào hành tây, chả lá lốt, thịt gà rang, giá đổ xào bắp cải, dưa chuột muối, canh rau muống. Ngoài ra có một món bánh bao nhân xúc xích được mua từ cơ sở bên ngoài vào. Nước uống được lấy trực tiếp từ máy lọc nước RO của nhà ăn và máy lọc nước RO của ký túc xá. Mẫu kiểm nghiệm đã được gửi đến Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia. Kết quả xét nghiệm cho thấy có 4 món trong chiều ngày 8 tháng 10 dương tính với vi khuẩn Salmonella dưa chuột muối, chả lá lốt, gà rang canh rau muống. Như vậy các học sinh sinh viên bị ngộ độc do thực phẩm nhiễm khuẩn Salmonella. Trong 92 học sinh sinh viên tham gia bữa tối, có 80 người có biểu hiện ngộ độc, trong đó 54 người phải đi viện, không ghi nhận ca tử vong. Salmonella là vi khuẩn cùng họ với E. coli, vi khuẩn có trong phân người chuyên gây bệnh tiêu chảy nhưng có độc tính mạnh hơn, không chỉ gây ngộ độc thực phẩm, Salmonella còn có khả năng gây sốt thương hàn và sốt rét cho bệnh nhân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sáng 23 tháng 10, không khí lạnh đã ảnh hưởng hết phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Dự báo trưa và chiều 23 tháng 10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ. Một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, 5. Trong đợt không khí lạnh này, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời mát, từ đêm nay, đêm và sáng trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 19 đến 21 độ, vùng núi từ 17 đến 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ, ở Thanh Hóa, Nghệ An nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong hôm nay ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mùa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, ngoài ra khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, riêng phía đông cấp 6 7 giật cấp 8 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 6 m. Ở vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m. Trước đó nhận định về các đợt không khí lạnh của mùa đông năm nay Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, rét đậm, rét hại có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía Bắc kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá. Hiện tượng rét đậm, rét hại tại khu vực bắc bộ có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12, tương đương so với trung bình nhiều năm. Tối 22 tháng 10, tại nhà hát Hồ Gươm diễn ra chương trình Chính luận nghệ thuật bản giao hưởng hòa bình 2024. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh FM 96, ứng dụng Hà Nội On và các nền tảng số của Đài Hà Nội. Đây là chương trình thường niên do Đài Hà Nội tổ chức. Năm nay chương trình có chủ đề 70 mùa thu vang khúc khải hoàng. Bản giao hưởng hòa bình 2024, 70 mùa thu vang khúc khải hoàng, diễn ra nhân kỷ niệm 25 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình, 16 tháng 7 năm 1999, 16 tháng 7 năm 2024. Đồng thời, đây cũng là chương trình có ý nghĩa khép lại chuỗi hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô ở thành phố Hà Nội. Chương trình mở đầu với bản nhạc khí, truyền thuyết Hồ Cương, do ca sĩ trường linh và dàn nhạc giao hưởng mùa xuân thể hiện ca khúc được phối khí bởi nhạc sĩ mai xuân hải đem đến không khí hào hùng đầy hoài niệm của thủ đô ngàn năm văn hiến cùng truyền thuyết vua lê trả kiếm tiếp đến đạo diễn ngô thanh dẫn dắt khán giả tới với những năm tháng đại hoài niệm khi hà nội vừa giải phóng đời sống còn gieo neo chật vật nhưng niềm hạnh phúc an bình luôn ngập tràn trong mỗi người mỗi gia đình thông qua nhạc hiệu quen thuộc của đài hà nội dòng hòa niệm tiếp tục trôi theo những giai điệu vừa hào hùng vừa êm đềm của các bản nhạc khí chiều quê hương quê hương buổi sáng trên đồng nội adangio bên bờ sông thương vẫn sử dụng những thanh âm đi cùng năm tháng đầy hòa niệm về thủ đô sau giải phóng bản giao hưởng hòa bình 2024 gợi lại trong mỗi người khát vọng về ngày thống nhất về những năm tháng sụt sôi ý chí xây dựng quê hương là nỗi niềm khao khát vươn tới cái đẹp đến những chân trời vô tận, chan chứa tình cảm, ngập tràn cảm xúc thông qua các nhạc phẩm, tình yêu của biển, biển chiều, thuyền và biển. Đêm nhạc cũng không quên nhắc nhở mỗi người về khát vọng hòa bình, về tình yêu với quê hương đất nước thông qua các bản nhạc ký ức tuổi thơ, mùa chim én bay, em ơi mùa xuân đến rồi đó, trở về đất mẹ. Khép lại đêm nhạc các bản nhạc khí Hà Nội 12 mùa hoa, Hà Nội niềm tin hy vọng như một lời nhắn nhủ và diết sâu lắng về vẻ đẹp, về tình yêu của mỗi người với thủ đô yêu dấu. Xuyên suốt đêm nhạc, đạo diễn Ngô Thanh dàn nhạc giao hưởng mùa xuân, nhạc trưởng Mai Xuân Hải cùng các ca sĩ Trường Linh, Trần Trang, Lê Xuân Hảo đã đem đến cho khán giả không gian vừa hoài niệm vừa ngập tràn cảm xúc và ký ức. Bên cạnh đó, điểm nhấn của chương trình là hai phóng sự ngắn, nhạc sĩ các vận và ca khúc tình yêu của biển và Xuân Quỳnh với thuyền và biển. Đây là hai phóng sự đầy công phu giúp khán giả hiểu hơn về hai nhạc phẩm đặc biệt được trình diễn trong chương trình và tác giả của nó. Bản giao hưởng Hòa Bình 2024, 70 mùa thu vàng khúc Hải Hoàng thực sự là khúc vĩ thanh ấn tượng, kéo dài xúc cảm tự hào và tình yêu của khán giả với thủ đô Hà Nội trong dịp tháng 10 lịch sử. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like, subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.